kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, về dự buổi liên hoan hát xoan dành cho giáo viên, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ năm 2023. Lời đầu tiên thay mặt các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của thị xã Phú Thọ xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý ban giám khảo, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, hát xoan Phú Thọ là loại hình nghệ thuật độc đáo của vùng đất tổ, chứa được nhiều giá trị văn hóa cổ gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Hát xoan có ba trạng: hát nghi lễ, hát quả cách và hát hội. Hát nhạc kịch mời vua, giáo trống, giáo pháo là lối hát nghi lễ trạng một, mang tính chất tri ân công đức tổ tiên. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị đại biểu, ban giám khảo, các thầy cô giáo và em học sinh đến với lối hát nhập tịch mời vua và giáo pháo của phường Dương An Thái do các bác Đào Lý, trung học cơ sở của thị xã biểu diễn. Bao mừng là làm nước, bao mừng là làm nước.
cùng đến với bài Chàng Mai Cắt theo phường Xoan Kim Lưới do thầy giáo Cao Văn Đại dẫn khách và các nữ giáo viên phòng giáo dục và đào tạo thị xã Phú Thọ biểu diễn. Thank you.
tiết tấu sôi nổi, rộn ràng của Liên Khúc, câu hát hội sang. Liên Khúc gồm các bài Chống Quân Nước Pháp, Đố Hoang và Ngó Cá. Liên Khúc do tập thể giáo viên và học sinh Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Thọ biểu diễn. Xin trân trọng kính mời cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đem vào lòng thờ vua.